Hello xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast 1/3 người Việt Nam tập 2. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2023. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với cái podcast này hoặc đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube này thì xin cho phép mình tự giới thiệu mình một chút mình tên là Andy Lu mình là RCIC IRB hiện đang làm việc tại Yesterday văn phòng Toronto cái cảm hứng mà để mình làm cái podcast lần này á, cũng chính là từ cái chuyến đi về Việt Nam lần này cũng như lần trước mình có chia sẻ là mình được ở lại Việt Nam khá là lâu thế là mình được gặp gỡ rất là nhiều bạn bè nhất là trong đám cưới của mình nữa mình mình đã mời rất là nhiều bạn bè đến để tham dự trong đó có những bạn cấp 3 ở Việt Nam nè có cả những cái người bạn bè mà ngày xưa học cùng với mình tại đại học học ở bên Canada sau đó những người bạn này họ trở về Việt Nam để mà họ sống bên đó làm việc đó thì khi mà ngồi lại với bạn bè như vậy á thì mình thấy là cái số lượng người mà các bạn học xong các bạn bè mà học xong bên Canada cũng mình á về Việt Nam cũng khá là đông nhưng mọi người cũng sắp xỉ cũng hai chục người cũng được hai bàn trong đám cưới đó thì khi mà mọi người tụ họp lại với nhau vậy thì mình bắt đầu mình trò chuyện rồi mình tám đủ thứ chuyện trên đời cho nó rồi ôm lại những kỷ niệm mà À, ngày xưa đi học chung bên cha này khi mà nhìn thấy bạn bè mà ngồi với nhau như vậy á, làm Mandy cũng rất là nhớ cái thời mà mình đi học trong trường gió ở bên Canada á là sau mỗi cái tiếng học á thì tụi mình cũng vậy cũng hay ngồi lại rồi bắt đầu là học bài chung, rồi ôn bài chung. Bây giờ nhìn lại á trời cũng hơn chục năm rồi cũng trôi qua cái vèo như cái chớp mắt vậy nhanh dã man luôn. Bây giờ nhìn thấy mọi người á thì Andy cũng khá là vui, mọi người nhìn thấy nhau cũng rất là hạnh phúc nữa tại vì mọi người chia sẻ với nhau là ai cũng chí ít là đạt được những cái mục tiêu mà cái thời uh, sinh viên mà tụi mình cùng đặt ra chẳng hạn như là à, tốt nghiệp ra trường rồi nè, à, ai cũng tốt nghiệp hết, rồi ai cũng có công an việc làm ổn định và ít nhất là cũng lo được cho bản thân mình à, trong cuộc sống hiện tại của mình. Tự nhiên cái nhìn thấy bạn bè mình đó là mình cũng nhớ lại là là mình cũng 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 muốn cũng suy nghĩ một chút là không biết là lúc đó nếu mà mình có cái cách suy nghĩ hay là cái cách tư duy về cuộc sống của thời bây giờ á mà ghép vô cho cái cái tuổi mà 20 đó của mình á, thì không biết là việc cuộc sống mình sẽ ra sao ha. Thì đó cũng là cái nguồn cảm hứng chính mà để Andy làm cái podcast ngày hôm nay. Những điều mà mình ước gì mình nhận ra trong cái tuổi 20 của mình. Andy á, tin á, là à, cái việc mà mình suy nghĩ và tư duy á, nó dẫn đến nhiều cái hành động và cách cư xử khác nhau của một con người và nó có thể giúp cho con người ta làm được rất là nhiều thứ trong cuộc sống này mà nhiều người nghĩ là mình không làm được và từ những cái suy nghĩ nhỏ đó những cái cách mà tư duy đó có thể dẫn đến những kết quả tích cực hơn mà cũng có thể dẫn đến những kết quả tiêu cực nhưng mà dù sao thì anh đi hôm nay là cái suy nghĩ của mình và cách tư duy cũng khá là quan trọng. Nên là hôm nay làm podcast này, thứ nhất là mình muốn ôm lại kỷ niệm là chính. Nhưng mà với những kỷ niệm đó thì hy vọng là có thể giúp cho những bạn mà sắp đến du học cũng như là định cư Canada có thể nhìn thấy thêm một cái mặt thực tế nữa của việc mà du học ở Canada. Và cái thứ hai là um, hy vọng của Andy là có thể từ những cái câu chuyện này thì mọi người có thể nhìn thấy thêm một cái khía cạnh nào đó trong cái vấn đề mà mình đang mắc phải, Maybe may mắn là mình sẽ tìm ra một cái phương án để mà giải quyết cho cái vấn đề mà mình đang đối diện đó Nói về bối cảnh của bản thân mình trước đi để cho mọi người hiểu Trước khi mình đi sâu vào những câu chuyện khác á, Thì vào những năm mà 2028, 2029 chín thì như mọi người cũng biết là Cái việc mà đi du học Canada nó cũng chưa có thịnh hành lắm đâu Lúc đó rất ít người nghĩ tới việc đi du học Canada Lúc đó người ta nếu mà nghĩ về du học có maybe người ta sẽ đi đi Anh nè đi Mỹ nè hoặc là đi Úc nè nhất là trong miền nam á, thì cái việc đi du học úc á là nó hoặc đi học dùng mỹ á, là sẽ là hai cái lựa chọn mà hàng đầu của phụ huynh và học sinh à, nên lúc đó mình cũng không có hình dung ra được là canada là thực sự là nó là cuộc sống như thế nào hay là đi du học sẽ là cảm giác thế nào nữa tại vì nói thật ra là gia đình mình không phải là gia đình mà thực sự là có rất là nhiều điều kiện kiểu như là khá giả quá nên là cũng chưa từng nghĩ tới việc du học nữa thì cái việc mà đi du học Canada này á nó phát sinh từ một cái cú điện thoại của à, bà cô mình à, mình gọi là bà cô tại vì đây là à, cô cô này là là em của à, ông mình nên mình gọi là bà cô và một người cô nữa bên Đài Loan cùng với mẹ mình họ gọi điện thoại nói chuyện với nhau cho vui thôi và cũng nói về tương lai này kia đó thì cũng thì mọi người quyết định là cho mình đi du học trời Lúc đó mình không biết Canada là là chỗ nào luôn, mình cũng không biết là tại sao mình lại đi du học từ những năm mà học trong cấp 3 chưa bao giờ mình nghĩ tới việc du học hết trơn, mình chỉ hy vọng là mình học xong cấp 3 ra mình đậu vào một trường đại học bên Việt Nam sau đó mình làm công việc. Lúc đó mình thích á là học về à, nghệ thuật mình thích học học về vẽ nè vẽ tranh hoặc là nếu mà không học về những cái việc mà vẽ vời thiết kế á, thì chắc chắn là mình sẽ đi theo ngành sư phạm mình thích cái việc giảng dạy hay là hai cái ngành hai cái ngành mà mình sẽ quan tâm nhất thì lúc đó quyết định đi du học thì bắt đầu mình làm hồ sơ thôi thì cái việc mà chứng minh tài chính một phần chứng minh tài chính chính cho việc du học của hồ sơ của mình nó sẽ là do cái phần tài chính của bà cô mình cái người đang sống cha Đa này nè mình chỉ gặp bà cô này đúng một hai lần lúc mà mình còn bé xíu thôi mình cũng chả biết không có biết nhiều về về người ta nên là uh, nhưng mà người ta cũng đồng ý đem đứng ra bảo lãnh một phần tài chính để mình đến Canada du học cũng như là à, có thêm tương lai theo cái định nghĩa của người ta ngày xưa là đi du học là tương lai sẽ sáng hơn so với những bạn mà ở bên Việt Nam mình không biết tại sao mọi người lại nghĩ vậy lúc đó nhưng mà maybe người ta cũng có cái lý do của người ta. Bây giờ nghĩ lại nha, mình cảm thấy là cái việc mà mình đậu visa á, đúng là một kỳ tích luôn á mình cũng rất là cảm ơn cái officer nào đó đã xét cái hồ sơ của mình cái năm đó để mà cho mình đậu cái visa du học để mình đi học ở Canada và từ đó thay đổi hết cả một cuộc sống của mình luôn thì đó là bối cảnh của cái việc du học Canada những năm đó thì như mọi cũng biết đó khi mà ít người đi du học như vậy thì những người mà có điều kiện đến đi du học ở Canada rồi thì đó thường là uh, những bạn mà họ có gia đình họ sẽ có nhiều tiền một chút uh, khá giả một chút thì người ta mới nghĩ đến việc du học thì khi mà mình uh, sang đến Canada này á thì uh, cũng có một cái biến cố xảy ra trong uh, cho cho mình đó là khi mà sang đến Canada rồi thì uh, cô mình không có đủ khả năng để mà cho vay cái số tiền để mà uh, trang trải cho việc uh, đi du đi đóng một phí cũng như là cuộc sống ở Canada nữa nên là mẹ mình có gọi cho mình à, nói là con ơi bây giờ là mình không có đủ khả năng để mình du học nữa thôi con đi về đi Thế đó mình nghĩ trong đầu hết sức là hụt hẫng luôn và hụt hẫng là cái cảm giác đầu tiên cảm giác thứ hai là mình cũng cảm thấy là tự ái á cũng cảm thấy tại sao mình đi rồi mình báo với bạn bè mình đi rồi mà bây giờ mình lại tự nhiên mình quay về mình cảm thấy trong lòng mà, nếu mà mình bây giờ mình quay về mình cũng cảm thấy mình là một người rất là thất bại á lúc đó mình là quyết định một cái quyết định rất là liều lĩnh là mình đã tự mình uh, quyết định là mình có thể mình ở lại Canada và tự mình trang trải cho những cái việc mà uh, học phí cũng như là uh, sinh hoạt phí bên Canada cùng với mẹ mình thì hai mẹ con cùng nhau gánh thôi thì sau cái cú điện thoại đó sau quyết định liều lĩnh đó là kéo dài theo một rất là nhiều những cái hậu quả và kết quả uh, từ cái quyết định nhỏ nhỏ đó thôi điều đầu tiên nếu mà nói về cái việc mà về cách suy nghĩ của bản thân mình mình muốn những à, con người của mình vào những năm 20 tuổi mình muốn biết đó, đó là mình tự nhắc nhở bản thân mình là không nên đặt quá nhiều áp lực cho bản thân mình nói thật ra thì gia đình mình thì à, không phải là một gia đình mà bố mẹ hay kiểu đốc thúc hay là quyết định con cái đặt đâu ngồi đó mẹ mình là một người khá là phóng khoáng có nghĩa là suy nghĩ cũng khá là cởi mở đó. có nghĩa là không ép buộc là con cái mình phải học cái gì thì mới được thì mình quyết định như thế nào đó thì hoặc là anh em mình trong nhà mọi người quyết định thế nào thì thường là mẹ mình sẽ đồng ý với chuyện đó là mình học cái gì mình thích thì thôi mình hạnh phúc mình vui vẻ là được rồi thì đó là cái quan điểm sống của gia đình mình nhưng mà đôi khi á cái quyết định cái quyết định ở lại Canada du học này của mình á nó không có áp lực đến từ người thân hoặc là à, họ hàng mình cũng vậy họ hàng mình cũng không hề có một cái áp lực gì luôn mình họ hàng mình cảm thấy rất là may mắn sinh ra trong một cái gia đình là họ hàng rất ít ý kiến không có ý kiến ý, cò vào cuộc sống của nhau à, mà bố mẹ cũng không có áp đặt nữa nhưng mà không biết tại sao lúc đó bản thân mình lại đặt cho mình rất là nhiều cái áp lực áp lực về tài chính là cái mình nhìn thấy rồi à, rồi áp lực về sự thành công của bản thân rồi cũng như là tự mình đặt cho mình những cái trách nhiệm mà nó vô hình mà nhiều khi không ai đặt hết tự nhiên cái mình đặt ra gì đó mình nghĩ là bây giờ mình đi du học rồi mà mình không thành công có nghĩa là mình thất bại mình không tốt nghiệp có nghĩa là mình thất bại và mình đặt cho mình rất là nhiều cái trách nhiệm là mình phải đi du học thành công để cho gia đình mình vui, mình phải kiếm ra thật là nhiều tiền để mà mình có thể lo cho những người trong gia đình của mình hoặc là lo cho bản thân mình rồi lo cho tương lai sau này. Tại không hiểu tại sao lúc đó mười mấy tuổi thôi, hai mươi hai hai chục tuổi thôi mà suy nghĩ rất là nhiều về những cái trách nhiệm này. Chính từ những cái áp lực này á, nó cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt á là nó thúc đẩy mình rất là nhiều trong cái việc mình cố gắng mình học tập cũng như làm việc. Nhưng mà mặt xấu của nó á là làm cho cái con người tuổi 20 đó của mình á không có tập trung vào cái việc đạt được cái mục đích đó, có nghĩa là suy nghĩ mông lung suy nghĩ vòng vo về cái trách nhiệm đó và tự mình làm cho bản thân mình stress rất là nhiều. Cái cái việc đó là mình hy vọng là mình có thể à, nhìn thấy được từ những cái năm 20 tuổi đó để cho mình có thể có một cái à, tư duy mà nó thoáng hơn để mình có thể quyết định được những cái việc trong cuộc sống của mình nó tốt hơn bây giờ nghĩ lại như mình thấy là bạn bè mình khá là tốt mọi người là có những cái hoàn cảnh rất là khá giả dạ luôn á tại vì lúc đó những năm những năm đó đã qua đi du học đâu mà những người đã đi học mà đi học trong trường đại học nữa thì chắc chắn là họ là con cái của một ai đó trong gia đình có một cái điều kiện nhất định đúng không thì à, những người bạn bè của mình á mình cảm thấy rất may mắn khi mà gặp được những người bạn này là họ cũng khá là tốt họ không hề kiểu như là gọi là kỳ thị mình tại vì mình không có điều kiện hơn họ nhưng mà họ chơi với mình cũng rất là bình thường như là những người bạn khác nhưng mà nhìn thấy họ lúc đó và mình luôn luôn so sánh với bản thân mình với lại họ là luôn luôn đặt trong đầu mình có câu hỏi là tại sao tại sao gia đình họ lại được bố mẹ chi trả mọi thứ như vậy tại sao gia đình họ lại được một cái tài chính như vậy mà không phải là mình tại sao mình vừa đi học mình phải vừa đi cày rất là nhiều như vậy. Lúc đó mình đi mình đi học mình nhớ bạn mình hay đùa với mình đó là mình học full time mình đi làm cũng full time luôn nên là mình đi ngủ là part time luôn đó nghĩa là mình đi làm đi học cũng rất là nhiều à, trong khi đó những người bạn của mình đó, thì họ có thời gian để mà đi đi chơi đi giải tỏa đầu óc sau những cái giờ học mà căng thẳng đúng không đó thì mình cũng hay so sánh thì đó là cái thứ hai mà mình sẽ mình mình muốn bản thân mình cái tuổi 20 của mình rút ra đó là đừng có bao giờ so sánh bản thân mình với là ai hết ừ, tại vì mỗi người đó, đều có một cái phát một cái đường đi một cái hướng đi một cái mục tiêu riêng của họ hết à, và cái bối cảnh xung quanh của của, của mỗi con người đó, nó đều rất là khác nhau à, khi mà mình nhìn vào một cái sự việc hay là một cái người nào đó thì mình đừng có chỉ nhìn vào cái sự việc và cái con người đó thôi mình phải nhìn vào cái bối cảnh xung quanh của người đó nữa đó là cái bài học mà mình mình muốn cái tuổi 20 của mình có thể nhìn thấy được có nghĩa là khi mà mình nhìn thấy một người người ta có hoàn cảnh điều kiện có thể là khá giả hơn mình À, mình có những cái khó khăn về tài chính thì lúc đó mình lại chăm chăm nhìn vào cái việc khó khăn đó của mình quá nhưng mà mình lại không nhìn vào những cái khó khăn của những bạn đó những bạn đó cũng có những cái mục tiêu riêng khó khăn khó khăn riêng mà những bạn đó phải đạt được chẳng hạn như là bạn mình đi bạn mình gia đình người ta có tiền đi nhưng mà lúc nào họ cũng có những cái ý kiến của bố mẹ đưa vào là bạn đó phải làm thế này phải làm thế kia nhưng mà mình lại mình lại có những cái là mình sự tự do của bản thân mình nhưng mà mình lại không biết nhìn vào cái sự uh, cái positive đó nhìn vào cái điểm tích cực đó mà cứ chăm chăm vào cái điểm tiêu cực thì nó cũng không đưa mình tới đâu đúng không cái bài học tiếp theo mà mình muốn bản thân mình ở tuổi 20 mươi rút ra được đó đó là quan tâm ít thôi đến những cái lời nói của những người xung quanh những những ý ý kiến của những người xung quanh từ khi mình mở công ty ở Canada là cái thời điểm mà mình đó là cái thời điểm mình mới học được cái bài học này á nghĩa là mình từ lúc mà mình đi học trong đến khi mình tốt nghiệp luôn mình vẫn rất là chú ý xem là xung quanh mọi người có ý kiến thế nào mình hay hỏi người này người kia là mọi người à mọi người nghĩ sao nếu mà mình làm thế này tụi bay nghĩ sao nếu mà tao học thêm này tụi bay nghĩ sao nếu mà à, tao mở cái này làm khi lúc đó thì quá nhiều ý kiến làm cho mình rối đi nhưng mà trong khi đó bây giờ mình mới cảm thấy được á là khả năng của bản thân mình và mục tiêu của bản thân mình thì chỉ có một mình mình nhìn thấy được thôi, không ai nói cho mình biết được là mình nên đi thế nào, đúng thế nào, sai cả. Lúc đó nha, khi mà đi chọn trường đi học á, mình rất là muốn học à, những cái ngành mà liên quan đến nghệ thuật, liên quan đến việc mà sáng tạo nhiều hơn nhưng mà khi mà nghe những cái lời hơi tiêu cực của những người xung quanh đó chẳng hạn như mày đi học những ngành đó rồi xong rồi ra làm sao mà kiếm ra tiền rồi học những ngành đó thì làm sao mà cạnh tranh được những người bản xứ sau đó mình lại quyết định đi theo những cái hướng rất là khác nhau thì nó cũng dẫn đến những cái con đường khác nhau thôi nhưng mà thí dụ lúc đó mình học những cái ngành mà mình yêu thích đi mình nghĩ là bây giờ mình cũng không hẳn mình sẽ không hẳn là thất bại có thể là mình sẽ đi theo một cái hướng khác nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ vui hơn trong cái thời đi học của mình trong cái thời đi học của mình á mình phải học cái ngành mà uh Marketing này thật ra nó cũng có tính sáng tạo đó cũng là một cái vui cho bản thân mình nó cũng là cái mình thích đó nhưng mà có những cái môn trong đó mình hoàn toàn là mình không có hứng thú lúc lúc mà đi học thôi nha Bây giờ thì mình hứng thú với mọi thứ nhiều hơn mình cũng mở lòng hơn á lúc đó mình không có mở lòng được với những cái môn học chẳng hạn như là kế toán trong lớp học mình không thể nào tập trung được nếu mà lúc đó mình chọn mình học những môn nghệ thuật đi thì mình nghĩ là mình sẽ chú ý mình sẽ enjoy hơn mình sẽ tận hưởng hơn những cái bài học mà uh, trong cái thời gian đi học đó của mình đó thì đó là cái 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 điều mà mình muốn bản thân mình biết là đừng để ý tới những cái lời nói xung quanh nhiều quá hoặc là có những người à, lúc mà mình học marketing luôn đi cũng có những người nói là học ngành này làm sao mà cạnh tranh nổi với người bản xứ làm sao mà có thể nói được tiếng anh như họ để thuyết trình để mà có thể hiểu được cái văn hóa của người cha đa mình sinh ra nước ngoài mà mà không hiểu được văn hóa thì làm sao mình có thể đưa ra những cái chiến lược marketing mà nó nó hiệu quả được nhưng mà rất là may, lúc đó mình lại không có để những cái đó vào trong đầu nên là mình đã quyết định học marketing và sau khi tốt nghiệp ra thì mình thấy là mình vẫn cạnh tranh được với những bạn ở bên Canada này, những người bạn xứ bình thường, chứ đâu có vấn đề gì đâu. đó hy vọng là cái này cũng là một cái nguồn động lực để cho mọi người có thể tiếp tục theo đuổi những cái gì mà mình thật sự là mình thích và mình có khả năng mình làm, mình phải tự tin vào bản thân mình thì lúc đó mình mới làm được cái việc mà cái mục tiêu mình đặt ra được. Uh, một cái điều nữa mình muốn cái bản thân mình trong những năm 20 tuổi uh, biết đó, đó là không phải ai cũng quan trọng như thế Lúc đó mình nhớ là khi mà mình bắt gặp một cái mối quan hệ nào đó dù là bạn bè hoặc là trong gia đình hoặc là ngay cả những người mà uh, mình mới quen thôi mình đều rất là muốn làm hài lòng tất cả những người đó kiểu như mình không muốn mất đi một cái mối quan hệ nào hết đó thì mình cố gắng mình nắm giữ nó nhiều quá nó lại trở thành một cái rào cản để mà mình tự mình phát triển cái hạnh phúc cái 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 nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình đó tại vì mình cứ lo mình chạy theo mình làm hài lòng người khác thôi vậy thì mình không có làm hài lòng mình được trong tiềm thức của mình đó là mình sẽ expect là những người đó cũng sẽ cố gắng làm hài lòng mình khi mà mình những người đó không làm đúng ý mình đó, thì lúc đó mình lại thất vọng đó thì mình cảm thấy cái điều đó là không nên tại vì ai cũng có cuộc sống riêng thì mình nên tự mình mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc trong bản thân mình trước cái tâm hồn mình trước khi mà mình đã thật sự hạnh phúc mình vui vẻ rồi thì chắc chắn mình sẽ lan tỏa cái đó ra được cho những người xung quanh mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn một cái điều nữa mà mình muốn nhắc nhở bản thân mình lúc đó là à, hãy biết thế nào là đủ cái con người của mình hồi 20 tuổi mình cảm thấy nó hơi tham lam quá có <laughs> nghĩa là mình muốn tất cả mọi thứ nó đều phải đến ngay lập tức đến rất là nhanh và đến cùng một lúc tất cả là phải học giỏi nè mình phải tốt nghiệp mình phải có công an việc làm mình phải đứng nhất thế này thế kia đó cùng một lúc thì mình cảm thấy nhiều khi chính từ cái đó làm cho bản thân mình bị áp lực nhiều quá mà mình không có uh, tận hưởng được những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống À, ví dụ như là lúc trước đó, khi mà mình còn đi học đó, lúc nào mình cũng cố gắng là trong lớp thì mình phải tập trung hết 100% để mình học thật là tốt để mình đừng có uổng phí những cái học phí mà mình đã bỏ ra mình đã đổ mồ hôi nước mắt của mình và cả mẹ mình ở việt nam để mà để mà để mà tìm ra số tiền đó để mình đi học bên đây đúng không trong lúc đi làm đó, thì mình cũng cố gắng tăng giờ làm thật là nhiều để mình kiếm ra thật là nhiều tiền để mà mình phục vụ cho những cái những, những cái ham muốn lúc đó của mình là mua cái này cái kia mua thêm cái này khi ăn hoặc là đi chơi với bạn bè chính từ những cái việc đó tuy là nó nhỏ, nhỏ như đó khi mà tích tụ lại thì nó làm cho mình thậm chí là không mình chơi được những cái mà mình tự mình mình kiếm ra tiền để mình mua cái lúc đó nữa chẳng hạn như là mình kiếm ra tiền mình mua một cái bữa ăn rất là đắt tiền ở ngoài đi nhưng mà lúc đó mình đã quá mệt mỏi rồi mình có không không enjoy được cái 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 cái, món ăn đó nữa hoặc là trong lúc mình ăn mình cũng cảm thấy mình thật là tiếc tiền luôn á trong lúc mình ăn đó thì lúc đó mình đâu có enjoy đâu thì mình cảm thấy cái việc đó là không nên mình phải biết giới hạn lại những cái ham muốn của bản thân mình để cho mình biết thế nào là đủ tay khi mà mình không có giới hạn đó nhiều khi mình cũng gây ảnh hưởng tới người khác nữa từ chính mà những cái mà điều nhỏ, nhỏ nãy giờ mình nói đó những cái áp lực mà nó vô hình vô hình đó mà mình tự mình tạo cho, cho bản thân á nhiều khi nó cũng tạo thành một cái tâm bệnh cho bản thân mình à, lúc đó thực sự là mình không nhận ra thôi nhưng mà nếu mà bây giờ nhìn lại á lúc đó mình cũng có những dấu hiệu của mình trầm cảm á mình cũng hay suy nghĩ vững vơ rồi cũng hay để cho cái mood của mình không có tập trung để mà thật sự cống hiến hay thật sự làm việc một phần trăm hết công sức mình thì cái điều đó mình cảm thấy rất là tiếc mình hy vọng là mình lúc đó mình biết sớm hơn những điều này thì lúc đó mình đã có thể làm mọi thứ nó tốt hơn rồi nhưng mà thật ra nói là nói vậy thôi nếu mà lúc đó mình làm tất cả mọi thứ đều đúng như vậy thì nó cũng sẽ xảy ra những cái chuyện mà mình sẽ muốn improve hơn nhiều hơn đúng không? Mình nghĩ là chắc là ai cũng 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 có những suy nghĩ như vậy. Hoặc là nếu mà những cái điều đó không xảy ra trong quá khứ thì có thể là đến hiện tại mình đã không ở trong vị trí như bây giờ. Đó nên là mình cũng nói chung biết ơn những cái điều mà đã xảy ra cho cuộc sống của mình khi mà định du học ở Canada. Mình cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà nhận ra những cái điều này để mà mình có thể có thêm những cái chỗ trống khác trong đầu mình nữa để mình có thể học thêm những cái điều mới trong tương lai nữa hy vọng là đến một cái thời gian sau mình cũng có thể ngồi nhìn lại quá khứ như là bây giờ để có thể học được những cái điều mà trong thời điểm hiện giờ mình không học được tại mình rất là sợ cảm giác là đến một cái thời điểm nào đó mình không học được một cái gì nữa hoặc là đến thời gian nó trôi qua cả chục năm hai chục năm mà mình vẫn không học được cái gì chắc chắn là cái đó có vấn đề đó mọi người đó đó là cái câu chuyện của bản thân mình trong cái thời mà đi học ở Trà Đa các bạn có những cái bối cảnh hoàn cảnh không có giống với mình hoặc là khác nhau nhưng mà mình tin chắc là ai cũng sẽ có những cái khó khăn riêng của mình và trong một cái thời điểm nào đó mình cũng sẽ có những cảm giác mà nãy giờ Andy đã nói nói ra à, nên là mình hy vọng là đối với các bạn thế hệ trẻ mà sau này qua du học đó, nếu mà các bạn lâm vào những cái tình huống vậy mà làm cho mình cảm thấy mình bị áp lực nhiều quá hay là à, buồn quá thì lúc nào mình cũng nghĩ ra một cái câu này là andy đã chứng minh được đó là thời gian lúc nào nó cũng sẽ chữa lành hết tất cả những cái đau khổ của mình cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian nghe cái podcast này của mình đến đây uh, hy vọng là có thể gặp lại mọi người trong những cái podcast sau nữa nếu mà mọi người có ý kiến đóng góp uh, cho cái podcast này có thể improve có thể cải thiện tốt hơn thì mọi người nhớ comment bên dưới nha mình rất là cảm ơn tất cả mọi người đã comment trong cái podcast tập đầu của mình uh, tụi mình cũng rút ra được rất là nhiều bài học cũng như là có thể uh, cải thiện thêm cho cái podcast này rồi đó nên là hy vọng nhận được thêm nhiều cái comment và những cái feedback nữa cảm ơn tất cả mọi người บายบาย